Xin chào tất cả phụ huynh và các em. Hôm nay chúng ta sẽ học bài học có tựa đề Cánh đồng của bố. Các em hãy mở quyển vở bài tập tiếng Việt lớp 2 tập 1 của Chân Trời Sáng Tạo ra, trang số 24. Cô và các em cùng nhau giải các bài tập bài số 2 Cánh đồng của bố ngày hôm nay nha. Bài 2 Cánh đồng của bố. Một nhỏ là phần nghe và viết bài Bỏ rùa tìm mẹ. Các em sẽ viết từ đầu cho đến lạc đường. Phần viết này các em sẽ được cô giáo đọc bài và các em viết trực tiếp trên lớp. Cố gắng viết là thật là đúng để cho bài học chúng ta đạt điểm cao. Cô sẽ chuyển sang phần số 2. Cô sẽ không viết lại bài số 1 nữa mà cô sẽ chuyển sang câu số 2. Câu 2 các em sẽ điền chữ ngờ đơn hoặc là ngờ ghép vào cái chỗ trống ở bên dưới. Muốn điền vào, bây giờ cô sẽ đọc cho các em nghe một cái đoạn văn. Bỏ rùa mãi chơi nên lạc mẹ, nó nghĩ ra cách vẽ hình mẹ. Nó nghĩ ra. Thì các em sẽ điền âm ngờ, ngờ ghép. Nhờ các bạn tìm giúp, gặp ai đi ngang qua, nó cũng hỏi, mãi vẫn không tìm được mẹ, nó ngồi phịch xuống, khóc à lên theo GarageBand. Cô đã điền vào ngờ đơn và ngờ ghép rồi. Các em xem lại bài trước khi cô chuyển sang câu số 3. Câu số 3 thì các em sẽ chọn cái tiếng trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống. Đây là những cái tiếng màu xanh nè, nằm ở trong ngoặc đơn. Thì các em sẽ điền vào cái chấm này. Hai tiếng chúng ta chỉ chọn được một tiếng đúng để điền vào mà thôi. Câu A, công cha như núi Thái Sơn. Núi. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ca dao. Đó là câu A. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển tiếp sang câu B. Ngày nào em bé cõng con, bây giờ em đã lớn khôn thế này. Đã. Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Kể sao cho bỏ những ngày ước ao. Ca dao. Các em xem lại câu 3 trước khi cô chuyển sang câu số 4. Câu 4 viết từ ngữ có nghĩa phù hợp với mỗi cái dòng ở dưới đây. A. Người sinh ra em. Người sinh ra em. Bây giờ các em sẽ viết xuống đây nè. Người sinh ra em là ai? Phù hợp nha các em, cho thật là phù hợp. Người sinh ra em là ai? Là ba và mẹ em. Đó là ba. Rồi phải mẹ em. Chấm. Câu B. Người sinh ra bố em. Bố em hay là người sinh ra ba em đó là ai? Đó là ông nội, bà nội em. Ông nội. Phải. Bà nội. Em. Chấm.
Câu C, người sinh ra mẹ em. Đó là ông ngoại và bà ngoại em. Ông ngoại, bà ngoại. Chúng ta xem lại câu số 4. Cô chuyển tiếp sang câu số 5. Câu số 5, các em sẽ viết thêm từ 3 cho đến 5 từ chỉ người thân trong gia đình, ví dụ như anh em vân vân. Người thân trong gia đình mình gồm có những ai thì chúng ta sẽ ghi vào. Ví dụ như trong gia đình chúng ta, đầu tiên đó là ba mẹ mình nè, ba, rồi mẹ, rồi anh trai của mình, anh trai. Nếu như chúng ta không có anh trai thì ta có chị gái, rồi em gái chẳng hạn, rồi ông ngoại, ông nội, bà nội. Nội, bà nội. Đó. Câu số 6. Các em sẽ viết từ 1 đến 2 câu giới thiệu một người thân của em theo mẫu. Người thân của em nè, ai? Người thân của em là ai? Là bé Khuê. Bé Khuê là gì của em? Bé Khuê là em gái của mình. Ví dụ như ai? Ai các em? À, bé Mai. Bé Mai. Là em gái của mình. Rồi, ai nữa? Ví dụ như là chị Thúy. Là chị của em. Là chị gái của em. Đó. Hoặc là anh Thắng. Là anh trai của em. Đó, chúng ta sẽ suy nghĩ và viết cái phần này. Phần này trong gia đình thì không ai giống ai cả. Câu số 7. Các em sẽ chọn một trong hai tình huống sau, rồi viết tin nhắn báo cho người thân. A. Em tới trường đá bóng với mấy bạn cùng lớp. Đó là cái tình huống đầu tiên. Cái tình huống B. Em tới nhà bạn để học nhóm. Bây giờ các em sẽ viết vào. Đó là tình huống A. Thưa ba mẹ, em sẽ viết tin nhắn ha. Thưa ba mẹ, hôm nay
Ba mẹ cho con đến trường chơi đá bóng với các bạn. Chấm. Con sẽ về. Lúc 5 giờ chiều ạ. Rồi. Chúng ta nếu mà các em là con gái thì các em ghi con gái, nếu mà các em là con trai thì các em sẽ ghi là con trai. Rồi, các em tên gì các em sẽ ghi vào. Câu chuyện tiếp sang câu số 8. Các em sẽ viết vào cái phiếu đọc sách những cái điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một cái truyện về gia đình. À, chúng ta đã được học bài học Cánh đồng của bố. Bài Cánh đồng của bố. Và cái nhân vật đó là tôi và bố. Và đặc điểm đó là tình yêu thương. Của người bố. Dành cho con vô cùng to lớn. Các em xem lại. À, và bài học của cô ngày hôm nay cũng đã kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh và ấn cái chuông để nhận được những bài học mới nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những cái bài học tiếp theo.